Rồi cố gắng lên mọi người. Thì cái chuyện thì nó cũng đã rồi, thì giờ mình phải tập trung vào để lo cái tang lễ cho em cho nó. Dạ vâng, thầy Trung xin chào tất cả quý cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube của thầy Trung nha. Thì hiện tại bây giờ là cũng đã 5 giờ chiều của ngày 11 tháng 9. Thì bên phía gia đình của nhà em Diễm thì cũng đã nhận được thi thể, thì đang trên con đường đưa thi thể của em về nhà cô chú anh chị. Thì bây giờ thì trời cũng đã chuẩn bị đổ một cái cơn mưa dông rất lớn. Thì cái đường vào nhà của nhà bé Diễm thì nó mưa xuống cô chú anh chị là nó rất trơn trượt. Thì hiện tại bây giờ thì cũng bà con cô bác, anh em họ hàng cũng đã tập trung về đây để chờ đón thi thể của em. Thì Thành Trung xin mời tất cả cô chú anh chị chúng ta đi vào phía bên trong nhà để hỏi thăm gia đình nhé. Thì giờ là chuẩn bị trời đóng mưa, gió cũng rất lớn rồi cô chú anh chị. Đây, mưa trắng trời ạ. Thì cái đường vào nhà là đường đất. Đây, và cái nền nhà của người chú của bé Diễm thì cũng là một cái nền đất mà đến bây giờ thì cũng mới che được một cái bạt để mà cho những người tới để chia buồn cùng với gia đình cô chú anh chị. Thì có một cái bạt mà ông bác phải dỡ cái lều vịt ra để mà che tạm thôi. Thì Thành Trung đi quay chia sẻ rất nhiều cái hoàn cảnh nhưng mà chưa thấy cái hoàn cảnh nào mà cảm thấy là nó khổ, nó nghèo đến cái mức mà không có cái chỗ để mà tẩm liệm bé, phải nhờ nhà của chú để mà tẩm liệm bé của chú anh chị. Thì gia đình của bé cũng đã đi làm ăn đã gần 10 năm nay rồi. Cha của bé thì cũng bị bệnh nên là công việc rồi cái công việc kiếm tiền thì cũng không được bao nhiêu, thì cũng chủ đủ ăn đủ mặc trong cái những ngày mà đi làm thôi cô chú anh chị. Thì bé mới có 16 tuổi, thì bé lên 8 tuổi đã đi theo cha mẹ lên Bình Dương để mà làm. Thì năm nay thì bé mới có 16 tuổi. Thì Thành Trung cũng được biết là gia đình chia sẻ thì bé vào đó làm thì mới có được 3 tháng thì đã xảy ra cái vụ hỏa hoạn thương tâm ở quán karaoke đó cô chú anh chị. Thì trời là mưa sắp tới nơi rồi cô chú anh chị ạ. Mưa đen trời hết rồi. Đó. Thì cái công tác mà chuẩn bị để đón thi thể của bé Diễm về á, thì bên phía bác rồi chú thì cũng đang chuẩn bị cũng như là che rạp rồi mướn bàn ghế. Thì ở nơi chỗ trong này á, là không có điện nha cô chú anh chị. Đấy, điện đóm thì không có, chỉ có mượn bà con lối xóm những cái bình ắc quy để mà thắp sáng và che tạm cái bạt. Và thì đây cũng đang che những cái tấm bạt lên đây cô chú anh chị vì trời cũng chuẩn bị mưa rất lớn rồi. Chào chú. Để cái mình để cho nó gì cái là để nữa sao về cái hàng em cho nó nằm đó. Che về có che có nó có lọt nước không chú? Cái xe xuống á. Ừ, đúng rồi. Rồi mình có thuê mượn thuê mấy đèn gì chưa anh? Có rồi. Dạ có chưa ông nội? Có nội ơi. Thì ông nội cũng đang ngồi đây để chờ ba mẹ của bé Diễm để mang thi thể về cô chú.
máy đèn đồ là mình thuê rồi không ạ? Dạ, xe rồi hết rồi. Dạ. Thì giờ tới bóng đèn là nó cháy dội ra đây rồi. Dạ. Là giờ mới có một cái bóng đèn này thôi à? À, bóng nội. Đèn rồi trong nhà có một cái nó còn hơi sao hè nữa. Dạ, đây là cái bóng đèn năng lượng mặt trời đấy cô chú anh chị. Năng lượng mặt trời. Ông nội bữa nay có khỏe không? Khỏe, đi thì nó mệt vậy đó. Ông nội cơm nước gì chưa? Mới ăn rồi. Uống thuốc chưa rồi? Uống rồi. Dạ. Ngày phải uống thuốc mới được. Dạ. Bây giờ nó chết rồi, không lẽ làm gì mà. Điều phép tội nghiệp nó quá, chuột một kẻ quá. Thôi thôi thôi, ông nội cứ bình tĩnh này nha. Rồi, rồi. Mình cứ bình tĩnh này nội. Nè, đừng có hỏi ông nội. Cảm ơn mấy cháu dữ lắm. Đập bỏ luôn. À, bên đây các chú tôi đang chặt những cây tre để chống cái bạt này này bà cô chú. Cái này mà mưa lớn mà tre mà không ấy là nó dễ tùng bạt lắm đó chú ha. Bà cô chú anh chị. Ồ, này mưa lớn lắm. Ở đây là cái giá mà coi như là thường xuyên. Không thiết. Thì chú cũng nghe nói là trước cái ngày mà em diễn mắt á, thì con có nằm mơ hay là con có cái cảm giác như thế nào mà chú có nghe con nói á? Con nói con có thể chia sẻ dạ không con thấy cũng bình thường này nhưng mà sáng lại thì con mới nghe được mẹ được nghe là bé cũng thấm mắt là nó tên là thấm là ở nhà kêu bằng thấm vậy thôi chứ tên thì sao kêu con bằng con với bé Diễm là dai như thế nào dai là Diễm là em của ấy chị của con nhưng mà con lớn tuổi hơn năm nay con bao nhiêu tuổi rồi dạ năm nay con 18 18 tuổi rồi. 18 tuổi là cũng đẹp quá ha. Đẹp con lớn hơn 3 tuổi. Các con cứ ăn nhiều vô nha. Ăn nhiều vô cho bự luôn. Thì trời mưa đó cô chú anh chị. Trời mưa mà ở đây là cái nền đất. Nên là nếu như mà nước mưa mà nó mà chảy vô đây á thì chắc chắn là không có cái chỗ nào để mà lội cô chú nhỉ, nó sình lầy. Thì bên phía gia đình cũng đang chuẩn bị che những cái bạt đấy cô chú anh chị để mà cho nó đỡ tạt. Rồi bột cho dính lên đó luôn. Thì hiện tại bây giờ là bên phía cha mẹ của bé Diễm cũng đã tới để nhận thi thể được cô chú anh chị. Thì chắc tầm khoảng cỡ 9 giờ tối thì cũng đã đưa về tới nhà. Thì chú bác rồi cô dì cũng đang chuẩn bị để che lấy cái chỗ mà cho hàng xóm láng giềng tới để chia buồn cùng với gia đình đó cô chú anh chị. Cái này mưa mà lớn nó có tràn lên đây không ạ? Là ở dưới sông ở dưới sông kia nước nó không tràn lên hả? Mưa ở đây là lúc trước cũng ngập nhưng mà cái sáng này là nó không ngập á.
là tháng tháng này là thủy triều nó không lên đúng không? Đấy, tháng này cũng nó nước cũng được dâng lên đó mà nó chưa đến đổ đâu. À. Cái này có mà đúng rồi, cái này anh phải đưa hẳn lên qua bên đây này, không có là mưa là nó nhiễu xuống đây nó chảy vô á. Cái bạc đó mình phải lòn qua bên kia, lòn qua luôn anh. Phải đưa hẳn lên bên trên cái mái này luôn nè. Mình phải đưa qua bên cái bạc mái màu xanh bên kia luôn, đưa qua bên kia nó mới chảy ra bên kia luôn. Giờ giờ thì coi như chắc là kiểu là che được tí nào thì biết tí đó rồi đó. Thì à, cô chú anh chị à, cũng đã nhìn thấy cái à, hoàn cảnh của bé Diễm. Hiện tại bây giờ thì à, bên phía gia đình thứ nhất là không có nhà để à, tấm lim mà bé của chú anh chị thì cũng nhờ cái nhà của chú để đưa thi thể về đây để tấm lim bé. Thì thành Trung cảm thấy không có cái nỗi đau nào mà xót xa hơn như cái nỗi đau mà khi mà mất đi mà không có cái chỗ để mà cái như thắp nhang thắp khói mà phải nhờ vào cái nhà của chú đó của chú anh chị. Thì các chú các bác á, thì cũng đã tập trung về đây để chờ đợi. Thì cũng đã 6 ngày trời khi mà nghe tin bé bị nạn đó của chú anh chị, thì thấp thỏm chờ đợi từng giây từng phút để nhìn thấy coi như là thi thể của bé. Thì như cha mẹ của bé cũng đã chia sẻ, thì khi mà tới để mà nhận diện á, thì xác đã cháy đen thui, nói chung là không tài nào mà coi như nhận diện ra được con của mình, phải chờ vào kết quả giám định ADN. Thì cũng đã 6 ngày trôi qua, thì ngày hôm nay thì mới có cái kết quả để nhận thi thể của bé. Thì cha mẹ thì coi như đã làm thủ tục đưa thi thể của bé về đó cô chú anh chị. Thì từ Bình Dương mà về tới Sóc Trăng thì khoảng hơn 6 tiếng đồng hồ chạy xe. Thì mà khi mà lúc chiều đấy thì anh em Thành Trung gọi điện cho ba mẹ của bé Diễm thì mới bắt đầu tới nhà xác để mà nhận thi thể của chú anh chị. Có bóng đèn đỏ trơn, có bình đỏ trơn rồi. Dạ. Mướn mấy cái bình không gai bỏ đó đó. Mình mướn trước đó hen. Mướn trước đó chứ không mướn thì giờ nó không có nữa. Dạ. Thì nó khổ vậy, không có điện nó khổ vậy đó. Rồi mưa tới nơi rồi tí mà vận chuyển em về cũng khó khăn nữa chứ. Đây mưa mà bây giờ nó về chắc không đưa về đó, mà không biết tới chưa thì mình cũng chưa có gặp. Khi em về là đưa em vào bằng đường ghe hay là đi đường bộ này hả? Là nửa tẩy ruộng rồi. Đẩy đường đấy là đẩy nghe tôi vô rồi đẩy cháu tôi vô. Đừng đường ruộng. Là khi mà bỏ hàng xuống là coi như đẩy theo đường ruộng. Đẩy vô. Đẩy vô chứ mình không có là lội được. Còn đi đi đường bộ trời này chắc không đi được đâu ha. Trơn quá mưa xuống vậy. Xuống cái ghe rồi là mình đẩy vô. Đẩy tắt cái đường đúng rồi, xuống ghe là đẩy vô. Cái mình không có khiêng bộ được. Đường vô giờ mưa đó nữa trơn trượt nữa. Thì vậy là mình đây là miễn mà về rồi là có ghe là
thêm nghe em vô vậy? Thế cái vị trí đó là đẩy vô. Cà phê. Thế anh chị đã đi về là coi khoảng mấy giờ là bé về tới nhà không hả? Anh bây giờ nó hồi cảnh về gần tới đó mà chắc phải đôi bảy sáu tám giờ mới tới chứ giờ cũng chưa. Thôi anh chị chạy lên cái vị trí hồi sáng em gửi đi cho chắc. Là từ trưa đến giờ là mình có điện chừng chừng để hỏi thăm không? Thì cũng có mấy anh chị này cũng hỏi đó rồi cũng hơi về gần tới gì đó. Thì nữa này chừng nào mà hàng nó xuống rồi là mình đẩy vô chứ mình không có thêm đó. Anh cho em hỏi thăm tí ơi, bây giờ cái phía từ đây từ ở nhà ra phía lộ là 500m nhưng mà mình phải làm mấy cái bóng đèn á. Để tối 8-9 giờ tối mà nó vắng quá, nó đâu có đèn đồ ánh sáng rồi đâu mình vô được. Đúng rồi. Mình phải truyền mấy bóng đèn ra cái đường lộ đi anh ơi. Mà đâu có gì đâu. Mấy cái bình à. Bình là mình thuê được mà, ở đây không có mấy đèn. Bây giờ thuê được mà, nữa bình, thì mấy cái được nữa không anh? Hỏi chú xem là có thuê được đèn được không? Cái này mình có dây điện á, mình câu đuôi điện á, mình xin người ta đâu có dây điện đâu. Màu lận em mấy bị phỏng hay gì đi về với gia đình cũng được. Nhưng mà thấy màu không thấy ra. Em gái tên gì? Em tên Thi. Em tên Thi. Thi bao nhiêu tuổi rồi Thi? Em 25 tuổi. 25 tuổi sao nhìn còn trẻ thế? Trẻ hơn anh luôn á, anh 21 tuổi đây. Ôi trời, vậy là anh kêu bằng anh là sai rồi đúng không? Anh đùa một xíu đấy. Tức là cái thời điểm mà báo, tại vì anh có trò chuyện với Lượng, anh có trò chuyện với Lượng thì Lượng có, bữa đó em cũng coi, tình cờ coi là thấy anh quen Lượng lên, là mới biết thông tin là kiếm chỗ đó vậy đó, thì gia đình ai cũng bu lại đây hết. Chờ tin tức nhưng mà tìm hỏm gà là cũng như là 6-7 bữa mới có thông tin. Xét nghiệm ADN bao nhiêu ngày em? Xét nghiệm ADN là chết hồi bữa 6 tây tháng 9 mà tới bữa nay là mới có. 6 tây tháng 9 bên này là 5 ngày. Mới có kết quả là điện, ngày nào cũng có kết quả, nói là ngày nào cũng có hết trơn nhưng mà lại tìm thấy xác là không có, còn có 5 xác. Là 1 xác nữ, 4 xác nam. Người nhà cũng hy vọng là như định cho Diễm sống đi rồi bị thương hay bị gì đi. Nhưng mà không có ngày trước được em ha. Là em là sao với Diễm? Em là em gái. Em gái cô cậu á. Cô cậu. Tức là ngày hôm qua đấy là anh trò chuyện với Lượng á, thì Lượng cũng còn đang làm ở trên đó. Không có trò chuyện với anh được nhiều. Thì Lượng chỉ nói với anh những câu cũng ngắn gọn thôi để Lượng còn làm việc, đó là anh mới hỏi là Lượng ơi, em có xét nghiệm đi anh cho em chưa, nói là nhà xét nghiệm đi anh hết rồi mà đến giờ này luôn người ta đã ra nhiều lắm rồi nhưng mà cha mẹ thì buồn kiểu mà mất con thì đâu có nỗi đau mà mình nỗi đau mất con thì cũng buồn nhưng mà kiếm không gặp xác còn buồn hơn rồi anh thấy hoàn cảnh gia đình vậy đó khó khăn mới đi làm xa mà bây giờ xảy ra tình trạng gì cha mẹ cũng bị bệnh. Em biết không, anh nhớ cái thời điểm mà cái thời khắc mà lúc đó tầm khoảng 1:30 sáng đó, là lúc đó anh nhớ Lượng và cũng một số bà con ở nhà đấy chạy đôn chạy đáo mà nhìn cái mặt của Lượng là anh của em đúng không? Dạ. Đấy, mặt cái buồn hiu mà có em, anh mới hỏi là em ngồi đây em chờ ai? Lượng bảo là em ngồi đây em tìm xác của em gái của em tìm hoài không ra. Trời ơi, mà lúc đó một cái cảm giác lúc đó em biết không, là 1:30 sáng rồi. Dạ, vậy thôi em đi xin phép vô phụ gia đình. Ok, em cảm ơn em nha. Cảm ơn em gái. Sao chú? Vâng, thế vừa rồi là cái chia sẻ của em gái của bé đó của chú anh chị. Thì gia đình nghe nhận được những cái thông tin mà xót xa như vậy thì ai cũng rất đau buồn. Thì nhất là cha mẹ của bé Diễm của chú anh chị thì cũng đã đi ra để mà làm kinh tế, cũng vì cái nhờ cái miếng cơm manh áo mà phải bỏ xứ ra đi của chú anh chị. Mà đến cái giờ này cái xót xa nhất là khi mà về đến nhà thì không có cái chỗ để mà làm cái tang lễ cho con, thì đó là một cái nỗi đau, một cái nỗi buồn nhất của những người làm cha làm mẹ của chú anh chị. Thì bên
các bác các chú thì cũng đã tập trung về đây chờ đợi. Thì không biết là mấy giờ thì thi thể của em mới về được đến nhà, thì cũng mong sao thì trên đường di chuyển thì thuận tàu thuận xe cho em về càng sớm càng tốt. Vì ở đây nếu như mà tối lại là di chuyển nó rất khó khăn đó. Mình đi bộ đã thấy khó rồi chứ đừng có nói là coi như khiêng cả một cái hàng. Thì theo như ông chú chia sẻ thì khi mà bé về thì để lên ghe để mà di chuyển em vào phía bên trong để lo hậu sự. Thì Thành Trung cũng cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị thì theo dõi video. Thì cô chú anh chị có thể là nhấn vào nút chia sẻ, chúng ta không giúp được tiền được bạc thì chúng ta giúp được một cái chia sẻ để cho video tiếp cận được với những mạnh thường quân, những người nào mà có duyên với em, giúp đỡ cho em được một cái tang lễ nó suôn sẻ. Thì Thành Trung cũng xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã cùng Thành Trung theo dõi hết cái video. Thì Thành Trung cũng xin chúc tất cả cô chú anh chị một cái sức khỏe dồi dào, bình an, hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Thì Thành Trung cũng xin tạm ngừng cái video này ở đây. Xin hẹn tất cả quý cô chú anh chị vào những cái video sau của Thành Trung.